Rồi sáng nay Pháp Hòa ăn trưa xong thì đi về phòng. Thì có một anh Phật tử ở Red Deer, là Tuệ Quân, mình hay lên nhà ảnh. Ảnh mới nhắn tin, ảnh mới gọi phone. Hay gọi phone nó hỏi, bộ thầy mới nhắn tin cho con hả? Pháp Hòa nhớ mình đâu có nhắn gì cho ảnh đâu. Thế thì ảnh mới nói là có một người mới gọi cho con, mới nhắn tin cho con và nói là xưng tên thầy. Họ hỏi có chuyện gì không, nói người đó nói là thầy đang tự xưng là Pháp Hòa đó, nói thầy đang cần tiền gấp để giúp một người, con có thể cho thầy mượn 5.000 không? Thì anh này mới nói dạ dạ để con gọi thầy liền. Cái thì cái vị đó mới ngưng phone, không ngưng nhắn tin, không nhắn nữa. Cái thì đâu chừng 5 phút sau thì một Phật tử ở bên Mỹ copy hết những cái tin nhắn đó gửi cho Pháp Hòa qua email, nói thầy con báo thầy hay để thầy cẩn thận thông báo có một người mới nhắn tin cho con và xưng là thầy Pháp Hòa và cái nội dung y hệt như hồi nãy vậy đó, tức là đang cần cứu người, cần 5.000 đô. Thì cái cô Phật tử thì cổ mới hỏi vậy chứ, cổ mới hỏi chứ bây giờ cô thầy muốn con gửi bằng cách nào. Nói là con có từng gửi tiền về Việt Nam chưa? À, thầy muốn con gửi, vậy thì con gửi bằng cái Western Union, chụp hình Western Union gửi qua đàng hoàng để cho cái vị này gửi tiền. Thì cô Phật tử cũng mới nói tiếp, cô nói vậy hả? Thôi để con gọi thầy. Nếu thôi con cứ gửi tiền đi, thầy đang bận lắm, thầy không có bắt phone được. Hồi chiều này Tâm Xuân với lại ông xã đó chụp lại hết những cái message đó, thì cái người đó nhắn qua Tâm Xuân, xưng là Tâm Xuân hả con. Người kia mới nói, Tâm Xuân mới hỏi dạ dạ con đây ai vậy, thầy nè con, thầy Pháp Hòa nè, con khỏe không, rồi hỏi thăm rồi. Thì chị này chị mới nói không, cái này nhất định không phải thầy Pháp Hòa, tại cái cách nói chuyện này không phải thầy Pháp Hòa. Vậy thì xin lỗi anh, ai đây? Cái người đã trớ lại, ô giỡn, tối nay đi ba chơi không? Cái thì Tâm Xuân chị mới nói là tôi không biết anh là chị gì đó, không có nên làm như vậy. À, chị có thể nếu mà được thì lên nghe thầy giảng đi chứ đừng làm vậy. Thì cái người đó thấy bị lộ rồi thì dừng lại. Và cái số phone là cùng một số phone. Nhưng mà nếu mà Tâm Xuân mà cũng tưởng là thầy thiệt thì người đó sẽ nhắn cái tin tiếp tục là cần tiền. Đại khái là vậy. Thì cái giống như nhắn gửi qua gửi lại, nếu mình tiếp tục mình nói chuyện thì người đó sẽ tiếp tục nói chuyện. Rồi mấy Phật tử bên Cali bị rất là nhiều, nói chung là cùng một nội dung hết ngày hôm nay. Thế thì khi mà Pháp Hòa viết cái thông báo gửi ra, nhờ Phong, nhờ mấy vị Phật tử chuyển lên trên Facebook hay là trên Internet đó, thì mấy vị mới copy lại hết cái nội dung đó mà một lô các thầy hôm nay bị luôn. Thôi chiều này trước khi Pháp Hòa ra là mấy vị gửi cho Hòa là hai ba thầy ngày hôm nay bị và cùng một nội dung là cần 5.000 đồng để cứu người ở Việt Nam. Và cái nội dung nó nhắn là thầy cần 5.000 để cứu một mạng người. Thì vị Phật tử kia mới nói là bây giờ gửi bằng cách nào, nói gửi qua Western Union. Thì thông báo cho đại chúng biết vậy, thì lỡ mà có ai phone tới hay nhắn tin thì người chắc phone liền, họ người này sẽ không phone đâu, email hoặc là nhắn tin. Thỉnh thoảng có một nội dung gửi email qua mấy Phật tử, nói thầy Pháp Hòa đây, thầy đi giảng và thầy bị mất đồ, bây giờ thầy cần 3.000 gấp để mà thầy mua vé hay là làm cái gì vậy đó. Thì mấy vị này mới email hỏi, nó nói Pháp Hòa đâu có cần, đâu có hỏi gì. Thì đại khái là vậy. Thì bây giờ nó rất nhiều những cái chương trình như vậy. Thí dụ bây giờ một người mà bị gạt thôi, họ cũng được 5.000 rồi. Thí dụ một người thôi. Cho mình cẩn thận vậy. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Tối hôm nay là kỳ thứ 52.
Nếu quý vị nào có quyển kinh, xin mở trang 237. Trang 237, khoảng dòng thứ 5. Cái phẩm này là phẩm thứ 18, nói về 6 ba la mật. Và đến cái đoạn nói về cái hành tướng, tức là cái tướng gì để lộ lên là cái người đang tu bố thí, tu trì giới. Tuần rồi mình nói hai độ rồi, bố thí trì giới rồi. Hôm nay mình nói tới cái phần thứ ba là nhẫn nhục. Bố thí trì giới cũng như là nhẫn nhục rồi. Nói ba độ rồi, bây giờ mình nói độ thứ tư là cái dòng thứ năm đó. Độ thứ tư là tinh tấn. Thiện nam tử, quý vị thấy cái đoạn này, thiện nam tử, nếu có người không biến nhát, không thọ, nếu mà nói cho đủ cái câu này họ phải đọc là không thọ nhận, chứ còn chữ thọ không thì đôi khi mình chưa hiểu ý, phải thêm chữ nhận vô để cho dễ. Không thọ nhận và không tham đồ ngồi nằm, các cảnh an vui khi thực hành một việc nhỏ cũng là lúc, cũng như lúc làm việc lớn. Tức là ý nói có một vị nào đó không có lười biếng mà cũng không có thích. Thọ nhận là gì? Ý nói là không làm mà cứ hưởng. Người không làm mà cứ muốn hưởng. Không tham đồ ngồi nằm, tức là không tham chỗ ngồi, chỗ nằm. Ở các cảnh an vui, tức là bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng vui vẻ, dù mình làm được một việc nhỏ hay mà là một việc lớn. Phàm thực hành công việc, quyết làm cho xong, tức là làm việc gì thì quyết cho xong chứ không có bỏ mứa. Có nhiều người thì cái gì cũng xông xáo vô làm nhưng mà không là cái gì làm xong hết. Cũng có trường hợp như vậy. Lúc làm không để ý đến đói khát lạnh nóng, đúng thời hay không đúng thời, không khinh mình, tức là không xem thường mình. Nói tôi cái khinh này nó có hai cách, là có nhiều khi do lười mà giả bộ nói, chứ cô không phải là nó thôi tôi dở lắm tôi không làm gì được đâu. Cũng có trường hợp là do cái tâm trí mình lười biếng, mình cũng nói như vậy. Việc lớn chưa xong không khởi tâm ăn năn. Cái chữ ăn năn này á, nếu mà nói đủ, nói đúng là giữ cái kiểu như là mình làm việc chưa xong thì lại hối hận, không muốn làm nữa. Ví dụ như là mình hứa mình giúp ai đó, cho người ta một cái vấn đề gì đó quan trọng lắm mà người ta rất là hy vọng vào cái việc đó, thì chưa xong gì hết cái mình suy nghĩ lại, mình nói thôi thôi giờ làm cái này chắc mất công tương lai rồi dây dưa rồi họ nhờ nữa, thôi từ chối không làm. Tức là việc lớn chưa xong mà mình lại khởi. Bây giờ người này việc lớn chưa xong không khởi tâm ăn năn hối tiếc đó, làm đã hoàn toàn, tự mừng ta có thể làm trọn. Tức là mình làm được việc gì tốt xong rồi mình nên hoan hỷ, khen ngợi tinh tấn được nhiều quả báo. Tức là mình nói cho người ta nghe được cái pháp lành, cái phước báo khi mình làm được việc tốt, đúng như chánh pháp tìm được của. Nếu mà nói cái câu này là gì? Nghĩa là cái người này không đi lường gạt ai hết để mà có của, mà người này phải đúng như pháp mà tìm của để sống. Thường thường cái người mà người ta làm ít mà muốn được nhiều thì người ta hay có đi làm việc phi pháp để có được nhiều tiền nhiều của. Đúng như chánh pháp tìm được của, khi đem dùng đều hợp đạo lý. Cái người mà người ta làm cực khổ, cái công co khó đó, thì khi mà người ta muốn giúp ai đó là người ta suy nghĩ rồi người ta giúp nó rất là phù hợp. Thấy người tinh tấn theo lối tà ngụy, nói quả báo cho họ nghe. Có nhiều người cũng siêng lắm nhưng mà siêng theo một cách không có đúng chánh pháp. Bây giờ rất là nhiều nha, bây giờ nhiều lắm, nhiều nhiều người xưng là Phật
tái sinh, rồi truyền cho đệ tử những cái pháp môn này pháp môn nọ. Có những vị bên Mỹ bây giờ là bán nhà bán cửa bán tiệm đi theo minh sư để mà tu thành đạo nhiều lắm. Nói rõ quả báo cho họ nghe, khéo dạy chúng sanh khiến tu tinh tấn. Việc làm chưa xong giữa chừng đừng bỏ dở. Khi tu pháp lành không nghe theo lời người khác. Nhiều khi mình đang làm một cái điều thiện lành, người khác xúi biểu, mình nghe lời mình buông bỏ. Thiện nam tử, người có tướng như vậy có thể thực hành tinh tấn ba la mật. Nói dài ra như vậy đó, để mà cho chúng ta thấy rằng thế nào gọi là tinh tấn. Tinh tấn thì mình nghĩ là thí dụ lâu nay mình nghĩ một chiều thôi. Tinh tấn là người đó lúc nào cũng mão tràng trước bàn Phật tụng kinh thì cái đó đúng. Nhưng mà cái đó mới có một tướng à. Thấy không? Mỗi có một tướng thể hiện chuyện tu hành. Nhưng mà theo tinh thần của kinh này thì tinh tấn nó thể hiện rất là nhiều việc. Chẳng hạn như cái người đó không phải là chỉ muốn hưởng mà phải cũng phải săn tay vô làm, thí dụ vậy đó. Cái hình thức đó cũng là tinh tấn. Người đó làm thấy người khác lười biếng thì khuyên lơn họ, nhắc nhở họ, hoặc là thấy người đó làm cái gì không đúng thì mình chỉ cho họ. Người như vậy gọi là người siêng. Những người Phật tử Tây Phương á, thì mỗi tháng các vị đó cũng được một ngày tu. Thế thì thỉnh thoảng thì các vị đăng ký ít quá. Có nhiều khi đăng ký 5, 7 người, 8, 9 người vậy thôi. Cái hồi trước thì mình hay thấy ít quá thôi mình bỏ. Mình tuyên bố mình nghỉ, không có tổ chức cái ngày đó. Bỏ đâu được khoảng vài ba lần. Thì có một hôm Pháp Hòa suy nghĩ. Pháp Hòa nghĩ rằng á, nếu như á, mình đã tuyên bố mình tổ chức một ngày tịnh tu cho những vị này, thì có một số người người ta quyết tâm người ta tham dự cho nên người ta đăng ký. Nhưng mà mình á, thì vì những người không đăng ký, mình lại đi bỏ cái ngày tu, rồi mình phụ lòng những người đã có lòng đăng ký tu. Cho nên Pháp Hòa mới nói với cô Grace, người Tây mà hay giúp mình send email đó. Pháp Hòa nói từ nay về sau, dù hai người cũng tu, và mình sẽ làm chương trình gọn lại. Hồi sáng này Pháp Hòa làm một cái ngày tu đó ngắn lại. Thì trong cái bài pháp thoại đó, Pháp Hòa có nói với họ, cuộc sống của mình đôi khi á, mình vì những người người ta buông bỏ, cái mình lại phụ lòng những người có lòng. Đa phần mình hay vậy lắm. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm trong hãng, một cái người kia họ mắng nhiếc mình, mình không dám nói lại, đi về nhà chửi chồng la con la vợ. Tại sao? Tại những người này là người thân mình nói họ không dám nói lại. Rồi đôi khi Pháp Hòa thấy cuộc sống của mình hơi bất công. Mà đa số, ví dụ như mình vì một cái người nào đó mà mình bỏ cuộc. Ví dụ như mình giận ai đi, mình có thể bỏ chùa, mình có thể bỏ tu, mình có thể bỏ cái tâm hạnh công quả của mình hay là cái công việc mình đang làm. Mà đa phần mình giờ mình quán chiếu lại thì mình thấy cuộc sống của mình hình như mình sống cái kiểu đó. Mình cứ vì một người mà mình buông bỏ rất nhiều người. Thì Pháp Hòa quán chiếu và thấy cái kiểu mình tổ chức khóa tu cũng cái kiểu này. Tổ chức một ngày tu cho người ta, có những ngày người ta rất là thích ngày này, người ta lấy xin nghỉ làm. Ta hăng hái 9 giờ sáng thứ bảy ta lên ngồi thiền. Trước đó chừng đâu ngày hai ngày email ra nói là vì số lượng ít quá cho nên tuyên bố là hủy cái ngày tu. Thì Pháp Hòa thấy hồi trước mình đã vài lần mình làm như vậy. Nhưng mà sao Pháp Hòa suy nghĩ lại thì Hòa thấy mình không nên làm như vậy. Bất quá mình làm cái ngày ít thì mình tu tập theo cái số lượng ít và mình làm cái ngày nó gọn lại. Đông thì mình có thể mình làm cái chương trình nó dài, nhưng ít thì mình phải phải làm gọn. Và
vẫn tiếp tục, chứ không thể. Vì làm như vậy nó có hai cái hại nữa. Thứ nhất là những người mà người ta đăng ký đó, người ta cũng không dám thật tâm người ta đăng ký, người ta thấy mình hay bỏ quá. Rồi thì những người mà người ta có lòng, ta nói thôi tôi bị mấy lần rồi, tôi nghĩ làm, tôi xin, tôi đăng ký, tôi đi tu, ai ngờ đâu rồi vì không đủ người rồi bỏ, thôi giờ tôi cũng khỏi đăng ký. Thứ nhất. Thứ hai là chương trình mình đề ra thì mình cũng không tinh tấn siêng năng với cái chương trình mình đề ra. Thứ ba, như vậy thì mình sẽ tập cho đệ tử mình thành một cái tính là làm việc nhưng mà không có trung thành với những cái đề xướng của mình. Mà xưa nay Pháp Hòa không làm như vậy. Ví dụ như ngày xưa mở lớp thiền cho Tây, có 5 người chứ nhiêu, 2 người chứ nhiêu. Mà đại chúng biết cái lớp thiền của Tây năm nay là năm thứ 21, 21 năm, ròng rã, mỗi tuần ngày thứ 6. Đó. Tuy rằng cái lớp có lúc đông, có lúc ít, nhưng mà không tuần nào mình bỏ. Thế thì tại sao bây giờ mình lại bỏ cái ngày tịnh tu khi mình đã đề ra? Thì cái bài đó Pháp Hòa vừa ứng dụng mượn cái cơ hội nói về cái ngày đó, và mình đi ra xa hơn nhiều việc trong cuộc sống của mình. Có đôi khi mình sắp sửa đi ăn bữa tiệc, người bạn kia phone tới mình vui vẻ lắm, mà tự nhiên mình nghe có cái người kia xuất hiện, cái tự mình bỏ, mình không đi. Như vậy thì mình phụ lòng cái người mời mình, vì cái người mà làm mình không vui, mà mười không vui đó, không mắc mớ gì tới cái bữa tiệc đó đâu. Thì nữ là mình mới thấy rõ ràng trong cuộc sống của mình nó là như vậy. Cho nên cái sự tinh tấn là gì? Ở đây là nói lên tinh tấn đó. Mình bỏ như vậy nghĩa là mình không tinh tấn. Mình không tinh tấn, vì chính mình không tinh tấn là gì? Đông vui mới làm, còn ít quá khỏi. Y chang như mình gì? Ví dụ như hôm nào mình có khỏe, mình rảnh rỗi, cái bắt đầu mình đem kinh ra mình tụng, mà tụng mấy tiếng đồng hồ luôn. Rồi có bữa mình buông, mình nghỉ, hoặc là có khi mình đi liên tục, có khi mình dừng, có khi mình làm, có khi mình không. Cho nên cái tinh tấn, đại chúng hiểu, đi tinh tấn là sự siêng năng đều đặn, chứ không phải là lúc lên lúc xuống. Xưa nay ở trên đời này chưa một người nào mà thành công do làm biến hết đó. Không có người nào thành tựu cái gì trong cuộc đời này mà do làm biến hết đó. Mà người nào mà thành tựu được một cái việc gì mà trong cuộc đời của họ, tất cả đều phải từ sự siêng năng. Điều đó rất đúng. Có một cái người nào mà làm biến học mà có bằng cấp không? Có người nào mà làm biến đi làm mà có tiền ăn không? Không có. Phải không? Không có người nào làm biến đọc sách mà biết chữ hết á. Người mà siêng năng cầm cái viết, mò mẫm viết thì tự nhiên chữ nó đẹp. Người siêng đọc sách thì lâu ngày rồi thì chữ nghĩa mình rành rỗi ra. Đại chúng thấy có một số chữ tiếng Việt bây giờ mình qua đây mình ít viết á. Thỉnh thoảng mình muốn viết một cái chữ đó, mình chờ tự nhiên mình nhìn chữ này nó phanh nì quá, nó vui vui, không biết nó đúng, mình viết nó đúng không. À, bây giờ từ điển rất là lợi. Hồi xưa là cuốn từ điển bằng giấy, mình phải ngồi mình tra từ. Bây giờ chỉ cần vô Google, thí dụ như mình không biết chữ ngửa nghiêng viết làm sao, chỉ cần mình bấm đại ngữ thì nó hiện lên ngửa nghiêng đi chơi, ngửa nghiêng gì đó, thì mình thấy cái cách viết chính tả. Chỉ cần vô Google mình bấm thì những chữ đó ra. Thì mình tra từ điển, mình học hỏi đều từ cái sự chịu khó siêng năng của mình hết. Cho nên chúng ta muốn thành tựu được cái gì trong cuộc đời mình, dù ít, dù nhiều, dù lớn, dù to, dù không biết, nhỏ, dù không biết, không ai mà do sự lười biếng mà thành tựu được hết. Tất cả đều phải do sự siêng năng. Cái nhà không xiên chùi, nhà nó dơ. Cái toilet không xiên chùi, toilet nó bẩn. Không người nào mà làm biến mà được cái gì hết. Có một cái cô đó, cô nói Pháp Hòa, cô nói thầy bây giờ thầy có thể khuyên con của con được không? Hỏi khuyên cái vụ gì? Khuyên nó đừng có ra ngoài ở với con để con lo. Trời!
Pháp Hòa mới nói thật sự ra cái tâm hồn của người Á Đông mình là luôn luôn thương con, lúc nào cũng muốn con ở với mình. Nhưng mà mình phải biết một điều là con cái ở xứ này đôi khi đúng tuổi là nó muốn ra ngoài. Nó nói rồi ôi nó nhà nó không biết lo cái gì, con sợ nó ra ngoài rồi ai lo cho nó. Pháp Hòa nói cô sống nguyên đời này cô lo cho nó. Cho dù nó ở với cô đi, không lẽ giờ cô tăng tuổi thọ, cô extend tuổi lên, con sống tới đâu mẹ sống tới đó hả? Bây giờ Pháp Hòa nói gì nè, ví dụ đi, bây giờ mình chống nó ra ngoài thì mẹ con không vui. Thì thôi bây giờ cô vui vẻ, mà ít nhất nó còn cho cô tới nhà nó chơi. Không, nó còn đưa chìa khóa cho giữ. Có nhiều đứa nó không đưa chìa khóa luôn, mẹ muốn đi tới nhà con mẹ phải phone con mở mẹ mới tới vô được. Pháp Hòa nói bây giờ nó tới tận cùng là vậy nè. Ví dụ bây giờ nhà nó có hai cái chén, nó ăn cái chén thứ nhất, nó làm biếng rửa nó bỏ vô sinh. Nó ăn cái chén thứ hai, nó làm biếng rửa nó bỏ vô sinh. Đến hồi lần thứ ba nó ăn hết chén, không lẽ nó bưng chén dơ nó ăn. Cuối cùng mày cũng phải đi rửa chén. Tận cùng là vậy. Pháp Hòa ngồi qua giải thích, nó trời nghe thầy nói vậy nhẹ lòng mà nói cuộc đời nó vậy á. Ok, bây giờ tôi cho mày làm biến tận cùng bằng số, làm biến hết ga. Khi mà hết cái gì xài rồi, không lẽ nó bưng cái đồ lên nó ấy sao? Nó không xúc tiết đúng không? CT gửi giấy xuống, trong vòng 48 tiếng dù không xúc tiết dù bị phạt, nó ăn một hai cái tiết kịch là nó cũng sẽ nhớ thôi. Cuộc đời này không bao giờ một người nào mà thành tựu cái gì mà do người khác nghĩa là hoàn hảo cho chính bản thân họ nữa. Ví dụ bây giờ mình thương con mình quá, con ngồi chỗ để mẹ mớm cho con ăn, nhưng mà thủy chung cuối cùng nó phải tự nhai và nó tự nuốt, tức là nó cuộc đời nó phải làm một cái gì cuối cùng của nó, chứ không thể nào mà tự nó mình làm cái gì được hết. Cái đó là cái dễ thương nhất của người Việt. Vậy thì đại chúng mình cái đoạn này nó cũng dễ hiểu thôi, tức là nói lên sự tinh tấn là siêng năng. Thì Pháp Hòa thưa thêm vậy đó. Cái thứ tư bây giờ mình qua đến đoạn kế. Thiện nam tử, nếu có người trong sạch được lời nói, ý nghĩ và hành động, đây là tam nghiệp đó ha. Ưa ở chỗ vắng lặng hoặc hang sâu rừng thẳm, núi non hay nhà trống, không thích chỗ đông đảo ồn ào và tham đắm đồ nằm, không thích nghe nói việc đời, không ưa sự tham lam hờn giận si mê, khi đối diện để luận bàn hay mở lời trước người và dùng lời nhã nhặn, thường ưa xuất gia và giáo hóa chúng sanh, các phiền não đã mỏng yếu. Phiền não mỏng yếu là sao? Tức là sự buồn phiền của mình bây giờ nó giảm dần trong người mình. Lại lìa tư tưởng dữ, thấy kẻ oán tu đức từ tâm, tức là nếu mình thấy cái người mà xấu thì mình lại tu cái hạnh, cái đức là tâm từ. Ưa nói quả báo của thiền định. Đấy, bây giờ đại chúng để ý cái chữ này nè, ưa nói quả báo của thiền định. Tại sao nói câu này? Tại vì lâu nay mình cứ nghĩ, mình cứ nghĩ trong đầu quả báo là cái xấu. Tại vì ví dụ như người đó mà người ta bị cái gì đó đáng đời quả báo. Nhưng mà thật sự cái chữ quả báo á, nó là một kết quả, thì đâu có nghĩa chỉ là đồ, cái điều xấu đâu. Thí dụ bây giờ mình chuyên môn, mình bố thí giúp người, cho nên bây giờ mình đi đâu mình cũng được người ta thương quý người ta, mình không có đói, cũng là một quả báo. Thì cái quả báo là cái danh từ chung, không hẳn là chỉ vấn đề xấu, mà đa số mình bị hiểu theo cái kiểu một chiều à. Cái gì xấu mới kêu quả báo, còn tốt cái nói trời ơi được quả báo nữa, tại sao chị nói tôi mắc quả báo? Không, chữ quả báo là tốt, tùy theo trường hợp, mình làm tốt có quả báo tốt, mình làm xấu có quả báo xấu. Cho nên trong này nói là mình nói cái quả báo của thiền định, có nghĩa là người ngồi thiền, người tu thiền sẽ được những cái lợi ích gì, những cái điều tốt gì. Tâm nếu buông lung loạn động, liền khởi tâm khiếp sợ hổ thẹn. Buông lung là gì? Là phóng túng. Chữ buông lung là phóng túng.
Thấy người tu định tà ngụy nói tội lỗi của sự tu định tà cho họ. Đó, có nhiều khi có nhiều người thiền, nhưng mà cái thiền đó không phải là cái thiền đưa đến cái chánh định, mà cái thiền đó làm cho mình bị bệnh, hoặc là mình bị loạn tưởng, vân vân. Thiện nam tử, người có tướng như vậy có thể cúng dường thiền ba la mật. Bây giờ nói tới thiền, bởi vì trong 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 lục độ đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Thiền định là gì? Thiền định có nghĩa là người này có được cái sự tu tỉnh. Thưa đại chúng, cái chữ thiền á, không phải là khi nào mình ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Cái chữ thiền mình phải được hiểu là tư duy tu. Tư duy tu là gì? Là mình tu bằng cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình. Mình làm cái điều đó đúng không? Trước khi mình làm, mình phải suy nghĩ kỹ thì người đó có tu thiền. Bởi vì sao? Người đó có cái định. Từ cái định đó, từ cái tu, từ cái thiền nó dẫn tới cái định. Mà cái định đó, nó giúp cho cái thiền mỗi ngày mỗi lớn lên. Tại vì cái định là cái tĩnh lặng. Thì từ cái tĩnh lặng đó giúp cho cái người đó có cái suy nghĩ, có cái chín chắn, có cái chững chạc. Cho nên đừng lầm thiền là phải ngồi trên tọa cô bồ đoàn, mà phải hiểu chữ thiền là tư duy tu. Tu những cái suy nghĩ. Tại vì tất cả hành động, lời nói là do cái sự suy nghĩ của mình mà ra. Mình suy nghĩ tốt, lời nói tốt. Mình suy nghĩ tốt, hành động tốt. Mà mình suy nghĩ bậy bạ thì lời nói, hành động nó sẽ ra bậy bạ. Cho nên á, mình thường xuyên tu thiền, nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải có ít nhất 5-10 phút tĩnh lặng. Nhưng mà cái thiền của Phật giáo mục đích là định tâm, chứ không có cái khác. Cho nên đại chúng nhớ là mình có rất nhiều thứ thiền. Chữ mình đây không có nghĩa là Phật giáo ha, là trên đời này nhiều thứ thiền lắm. Thiền xuất hồn nè, thiền trị bệnh nè, thiền nhân điện nè, thiền để mình được có thần thông, vân vân. Thì cái đó là của những cái thiền khác. Còn Phật giáo, thiền của Phật giáo là gì? Là làm sao để cốt cái tâm mình cho định tĩnh. Bởi vì cái tâm mà không định, cái tâm loạn thì cuộc sống của mình nó cũng loạn theo. Tại vì mình tâm không định thì mình hay vụt chạc, mà vụt chạc thì lời nói của mình, hành động của mình, nó sẽ thường đưa tới những kết quả không có lành. Ví dụ người ta nói mình một câu, cái người mà có định tĩnh đó, người ta biết lắng nghe và người ta tư duy, người ta cũng sẽ nói lại cho người đó hiểu, nhưng mà không phải cái kiểu như là phiền não sân si. Cho nên thiền á, ví dụ như niệm Phật cũng phải có thiền. Niệm Phật mà không sự định tĩnh thì là không có thiền. Cho nên khi niệm Phật mà còn tư tưởng mình còn lăng xăng, mình đi tới lui chỉ chỏ nói năng thì chưa đủ. Bây giờ qua tới cái thứ sáu. Thiện nam tử, nếu có người từ lời nói, ý nghĩ, hành động trong sạch, học hết tất cả sự nghiệp thế gian, đối với tham sân si tâm không đắm trước. Học hết sự nghiệp của thế gian. Cái người mà người ta có cái trí á, là người ta biết tiếp nhận những cái pháp thế gian. Nhưng mà rồi người ta đem cái trí tuệ người ta soi sáng vào thì làm cho cái pháp đó nó càng rõ hơn, nó càng hay hơn. Đối với tham sân si tâm không đắm trước. Tại sao vậy? Tham sân si là gì? Cái này tham sân si có nhiều người bị cái tham nó dẫn, bị cái sân nó dẫn, bị cái si nó dẫn. Cho nên trong này gọi là đắm trước, tức là mình bị đắm chìm trong đó, bị vướng vào trong đó và đắm chìm vào đó. Không cuồng loạn
hay thương xót chúng sanh, khéo cúng dường cha mẹ, thầy, hòa thượng và các bậc tuổi tác có đức hạnh, tu pháp không buông lung, khi đối diện bàn luận thường nói trước người. Cái chữ thường nói trước người đừng có hiểu lầm là ăn cơm hớt. Cái chữ nói bàn luận trước người là gì? Có nghĩa là khi mình làm việc gì trước mọi người mình trình bạch rõ ràng. Chữ trước này không có nghĩa là mình hớt người ta, nhưng mà mình rõ ràng ở trước mọi người, mình trình bạch bàn luận rõ ràng. Lời nói dịu dàng không dối gạt chúng sanh, có thể phân biệt nói đạo chánh đạo tà và quả báo thiện ác. Xưa nay mình cũng hay nói câu đạo nào cũng đạo, mình nói cho nó dung hòa vậy đó. Chứ còn nếu mà mình phân tích thì cũng có những đạo chỉ hướng dẫn cho con người mê lầm và mê lầm, cuồng tín chứ chưa phải là chánh tín, thì cũng là một đạo. Còn mình nói dung hòa, đạo nào cũng tốt. Nhưng mà có những đạo không phải là cái vấn đề tốt hay là xấu, mà cái đạo đó nó đưa được cho cái con người đến cái chỗ trong sáng từ cái đức tin, từ cái thiện, từ cái hành động hay không. Cho nên mình phân biệt đạo chánh, đạo tà và quả báo thiện ác. Thường thích chỗ vắng lặng, xuất gia hành đạo, hay đem việc đời để dạy chúng sanh. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Phật giáo có hai pháp môn. Một gọi là chân đế, hai gọi là gì? Tục đế. Tục đế tiếng Anh gọi là relative truth. Chân đế tiếng Anh dịch là absolute truth. Tục đế là những cái pháp thế gian. Chân đế là những cái cao tột. Mà chân đế thì ngôn từ không có diễn tả được. Nó chân đế là vượt ngoài hình tướng. Nhưng mà trong cuộc đời này, chúng sanh không có hình tướng thì không thể thành tựu. Ví dụ như mình nói Phật tại tâm. Nếu mà nói Phật tại tâm thì tại sao tạo tượng Phật? Thờ tủ chỗ hết. Đó là Phật tượng mà. Phật tại tâm là chân đế. Nhưng mà cái chân đế anh nói người ta đâu có thấy. Và đồng thời người ta chưa thấy được cái tục thì làm sao ta thấy cái chân. Cũng giống như mình nói, con rất là thương ba, thương mẹ. Mình nói hỏi thương đâu? Thương ở tim nè. Hồi nhỏ hỏi thương ba để đâu? Thương để đây nè. Nhưng mà mình, cái đó mình nói thôi, bây giờ thể hiện sao để tôi nhận ra anh thương ba thương mẹ đấy. Cho nên á, mình còn ở trong chúng sanh thì chúng sanh người ta sống, người ta nói vậy, mình phải nói vậy. Quý vị có nhớ Phật giáo mình có bốn thứ không? Cái đó gọi là tứ tất đàn. Tứ tất đàn là gì? Là bốn cái pháp để thành tựu chúng sanh. Chữ tất đàn là để thành tựu chúng sanh. Thế giới tất đàn. Thế giới là gì? Thế gian, thế giới này nè. Năm tháng ngày giờ, mình phải nói năm tháng ngày giờ. Thế giới tất đàn. Vị nhân tất đàn. Vị nhân tất đàn là vì con người nói vậy, mình nói vậy. Đối trị tất đàn, có những pháp để đối trị. Nhưng mà nó có một cái gọi là gì? Đệ nhất nghĩa tất đàn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thế giới tất đàn nè. Nếu nói cho cùng, không có năm mới gì trơn. Bởi vì ngày nào cũng sống như vậy. Tự nhiên cái hết chu kỳ 365 ngày có tuyên bố hết năm. Thật ra nếu mình nói ra ngày giờ năm tháng lúc nào cũng giống nhau hết. Năm mới có gì khác không? Bất quá là tự nhiên mình nói năm mới cái tâm hồn mình nó phơi phới lên vậy cái kêu năm mới, chứ năm mới cũng ăn. Nhưng mà tự nhiên năm mới cái bài đồ ngon ra ăn không à. Giờ thí dụ bây giờ cứ những gia đình người ta nghèo, mặc dù là năm mới nhưng mà ta vẫn ăn giống nhau, thì người ta cũng là năm mới thôi.
Nhưng mà cái tâm lý của mình nói năm mới là cái gì? Đồ mới, đồ đẹp, ăn ngon, cái gì mà sang trọng nhất là những ngày đó mình đem ra. Đó là thế giới tất đàn. Thế giới người ta nói có ngày, giờ, năm tháng. Mà nói cho cùng là nói có trúng gì đâu. Thí dụ mình nói thưa đại chúng, bây giờ là 8:45, mà ở bên Toronto đã 10:45 rồi. Nói giờ cũng trật lắm à. Thấy chưa? Thì vậy cho nên thế giới tất đàn là ôi tôi nói cho mấy anh thì tôi nói thế giới anh nói vậy, tôi nói vậy. Rồi vị nhân tất đàn nè, chúng sanh đó, nó sống nó yêu đương, nó muốn có đám cưới, rồi giờ nó không, nhà chùa không làm đám cưới, chùa làm đám ma thôi. Anh vị nhân, vị nhân là vì con người, mà con người chết kiếm anh thì tại sao giờ người sống ta kiếm anh không giúp? Đã là vị nhân thì chúng sanh cần cái gì mình phải vì họ để mình thành tựu cho họ. Vừa rồi có một cặp đám cưới đâu ở Việt Nam, rồi giờ qua đây không có giấy hôn thú, phải lên nhờ Phong Hòa ký, lên nhờ ký cái hẹn xong xuôi, cái giờ con ra ngoài đó con lấy cái giấy về nha, có cái giấy này cũng ký được. Trời ơi, mặc áo dài rồi đẹp lắm, nam nữ lên ngồi đầy chùa hết. Hai đứa ra hỏi giấy đâu con. Ôi trời, con quên bỏ nhà rồi. Mồ Phật. Nó đi có cái giấy đó thôi, nó đi cái giấy mà không đem giấy theo. Trời đất ơi. Rồi cái thôi, cha mẹ đàn trai đàn gái ngồi chờ thêm tiếng một hồi nữa, đi về lấy giấy đi lên, đi về nửa tiếng lên nửa tiếng. Rồi xong cái tới hồi cái lễ trao nhẫn, hỏi nhẫn đâu con. À trời, cô để đâu. Hai đứa nó vô một góc là biết làm sao. Nó đeo xong rồi. Bây giờ cái lễ không có chụp hình, nó vô lộn lén lén lộn nhét vô hộp lại. Trời ơi, sao qua được mắt thánh. Mà hồi nãy mình hỏi nó không có đâu, làm lễ xong xuôi đâu lè cái hộp nhẫn ra. Thế là phải quay trở lại. Bây giờ hồi nãy hỏi nó nhẫn, nó không có. Nhưng mà nó không sao, thầy vẫn giảng ý nghĩa chiếc nhẫn cho nghe, rồi mai mốt cái lễ trao nhẫn tụi con trao. Nói xong xuôi hết rồi, ký giấy rồi xong, tự nhiên hộp nhẫn đâu đi ra. Chứ cũng phải ra làm lễ lại cho nó đeo. Đó là vị nhân chứ gì nữa. Cái mình thí dụ bây giờ mình nói là tôi chỉ làm đám ma thôi, nghĩa là anh cũng vị nhân mà anh chỉ làm đám chết. Thì anh làm được đám chết sao không làm đám sống. Có một hôm đó không biết nói cái gì đó, nghe Pháp Hòa mới đùa rồi nói nhiều khi đi đám chết dễ ăn hơn. Dễ ăn là sao biết sao? Mình tụng trật tụng đúng gì nó không có cãi. Thưa đại chúng, là quý đại chúng mình nhớ là Phật giáo mình có bốn thứ thành tựu chúng sanh nha. Cái này gọi là tứ tất đàn. Thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, rồi gì nữa? Đối trị tất đàn. À, rồi cái thứ tư là gì? Đệ nhất nghĩa tất đàn. Nói cho cùng, cuộc đời này không có gì trơn trọi. Nhưng mà tại thế giới nói vậy, chúng sanh vậy thì mình nói vậy thôi. Hồi nãy có một cô phone. Thầy ơi, bây giờ con làm sếp ở trong sở của con á, mà có nhiều đứa nó làm trật mà con rầy nó mắng là con, nó nói con khó chịu. Nó thích con lúc nào cũng phải ngọt ngào, phải dịu dàng, mà con bị dịu dàng ngọt ngào thì không phải bản chất của con. Ngài Pháp Hòa mới nói, tuy mình không phải là cái bản chất như vậy, nhưng khi mình đi vào công việc làm, mình phải ứng xử như vậy, không phải là mình dối trá. Nhưng mà vì cuộc sống, mà cái công việc nó phải, mình phải làm điều đó, mình làm. Nhưng mà mình biết rõ ràng, mình chỉ thể hiện cái điều này để cho công việc nó tốt, chứ mình không phải thể hiện bằng cái tâm xấu. Ví dụ mình ngọt ngào với họ, đâu phải mình gạt gẫm gì họ, dụ dỗ gì họ. Chẳng qua là họ là những người làm, họ là như vậy. Chúng sanh, nếu mình muốn thành tựu chúng sanh họ đang cần cái nhu đầu đó, thì mình cũng phải ứng như vậy, nhưng mà không khởi bằng cái tâm xấu. Miễn sao công việc nó tốt đẹp, nó trôi chảy cho cái công ty của mình, cho cái hãng của mình, thì cái đó mình xong. Mặc dù nói tính mình là
là bộc trực, mình thẳng tính, mình phải ngay ngắn như vậy, mình nói nó không đúng, mình thấy mình sái với lương tâm. Rồi lâu ngày sợ mình huân tập, Pháp Hòa nói cái quan trọng là mình có chánh niệm, mình biết mình đang làm gì, mình biết mình đang làm gì. Mà thậm chí ví dụ như mình tới mình nói với một đứa nhỏ, ông ngoại nó mất nằm đó, mà đứa nhỏ nó nhỏ quá, nó nói ba ơi sao ông ngoại nằm đó, ông ngoại không nói chuyện vậy. Bây giờ mình nói chữ chết với nó có hiểu gì đâu, nó chỉ hiểu là ngủ thôi. Thì mình nói ô ông ngoại đang ngủ đó con. Nhưng mà khi mà mình mấy chục năm sau, hay là mười mấy năm sau thôi, tự nhiên nó lớn nó hiểu là gì, ô hồi đó ông ngoại chết mà má mình nó ngủ. Theo Phật kể đại chúng nghe câu chuyện, cách đây 30 năm có một cái tên cướp đó, nó xông vô một cái nhà băng, cầm súng để mà cướp cái nhà băng đó. Thì trong khi mà nạn bắn súng như vậy đó, thì nó không thành công trong cái bữa ăn cướp đó, thì nó mới bốc được một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi thôi để làm con tin, và bắt phải chuộc đứa nhỏ đó với 500.000 đô. Thì lúc đó Mỹ họ mới đưa ra một cái người chuyên gia đàm phán, ông này tên là Nelson, để mà đàm phán với tên cướp đó. Cuối cùng đàm phán không thành, thì cái ông này ông cố tình ông nấn ná, ông kéo dài câu chuyện để mà cảnh sát đủ thời gian, đủ người tới để mà đối phó với cái tên cướp. Thì trong khi mà tên cướp nó thấy nó không thành thì nó xả súng nó bắn, thì cuối cùng cảnh sát cũng bắn, thì bắn trúng cái tên cướp đó. Thì khi mà đứa nhỏ đang cầm trong tay bắn vô cái người mà cảnh sát bắn vô cái người đó đó, thì máu nó văng lên trên người của một đứa nhỏ 5 tuổi. Thì cái đứa nhỏ này nó hét lên, nó khóc lên. Thì cái ông chuyên gia đàm phán này á, ông mới chạy tới ôm đứa nhỏ đó. Thì trong lúc đó ông tuyên bố một câu luôn, ông nói là thôi hôm nay mình tập vợt đến đây đủ rồi, đoạn phim này đã xong. Ôm đứa nhỏ đó thì mọi người giải tán. Thì khoảng 30 năm sau thì cái chàng thanh niên bây giờ là ngày xưa đứa nhỏ 5 tuổi, nó gặp lại cái ông chuyên gia đàm phán đó. Nó mới hỏi rằng khi tôi lớn lên, mẹ tôi mới kể cho tôi nghe một sự thật về hồi nhỏ, lúc tôi 5 tuổi tôi bị bắt như vậy đó. Và tại sao lúc đó ông lại ôm tôi và ông nói rằng tập vợt hôm nay đến đây đã xong rồi. Ông này mới nói tại vì ta không có muốn nói, tại vì nếu mà ta không nói như vậy thì sẽ ám ảnh cả cuộc đời của con, là máu của một người nào đó đã văng trên người con. Con chứng kiến một cái thảm trạng chết như vậy, con ám ảnh suốt cuộc đời của con. Ta không nỡ lòng, và không biết lúc đó tại sao ta chạy tới ôm con mà ta lại nghĩ ra được cái câu đó ta nói. Thì cái anh chàng thanh niên đó ôm cái ông này khóc, cảm ơn, cảm ơn ông đã cho con được một cái mấy chục năm trời sống hồn nhiên của một đứa trẻ. Thì kết luận của câu chuyện thật đó, người ta nói rằng á, nước Mỹ luôn luôn quan tâm đến cái tâm hồn trong trắng của trẻ em, không để cho nó có những cái ám ảnh đau khổ, cho nên rất là tôn trọng, rất là tìm mọi cách để mà làm giúp đỡ như vậy. Thì cái người thanh niên nó ôm cái ông đó mới cảm ơn, nói không, không phải cảm ơn ta mà con phải cảm ơn tất cả mọi người xung quanh có mặt trong cái gạch đó. Nếu mà ông này ông đàm phán, ông nói ông không nói gì hết, hoặc là ông không có một cái kế nào đó, thì có lẽ đứa nhỏ này nó ám ảnh suốt đời. Mà quý vị biết rằng trong suốt 30 năm đó, trên tất cả báo chí, những thông tin công cộng không hề nhắc đến cái câu chuyện một đứa nhỏ 5 tuổi tên gì bị bắt trong một nhà băng và bị bắn, không có ai nhắc cái chuyện đó. Tại vì nếu đứa nhỏ này nó lớn lên, nó đi search, vô tình nó sẽ biết được nó là đứa nhỏ nạn nhân của ngày xưa. Tất cả thông tin không có những cái tin tức đó, chỉ nhằm mục đích bảo vệ một tâm hồn trẻ nhỏ, không để cho nó bị ám ảnh cái đau khổ đó. Thì cái người đó, cái ông đó, ông đã sử dụng cái gì? Vị nhân tất đàn. Ông đã sử dụng được cái đệ nhất nghĩa tất đàn, đối trị tất đàn.
Đối trị tức đàn là gì? Khi nó đang hoảng sợ, mình phải tìm cách nào đó đối trị lại cái hoảng sợ đó, đừng để nó hoảng sợ nữa. Người ta đang bệnh, người ta lo lắng, người ta sắp chết, đi vô thuyết pháp cho người ta nghe. Sợ gì? Trước sau bà cũng chết à. Nói gì vậy? Nó là nói gì vậy? Cái đó mình phải hiểu. Mình nói với ai? Mình nói với ai? Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói, đại chúng cứ quán chiếu đi. Nếu mình nói đệ nhất nghĩa tất đàn là đời người ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đó là mình nói đệ nhất nghĩa. Nhưng mà vị nhân là người ta sợ lắm, cho nên ghi tên cầu an, người ta nghe tên người ta được đọc lên cầu an, người ta có dưới này an vị nhân tất đàn. Vị nhân tất đàn mà cũng đồng thời cũng là đối trị tất đàn. Đối trị là sao? Vì người ta đang sợ hãi, mình phải đem cái không sợ hãi mình cho người ta. Cái đó gọi là tứ tất đàn. Và cái đó gọi là bốn cái pháp để thành tựu chúng sanh. Bốn pháp để thành tựu chúng sanh. Cho nên á, mình học á, là mình phải biết là khi mà cái người mà có cái tuệ giác, cái trí tuệ đó, thì người ta, khi mà người ta có trí tuệ như vậy đó, thì người ta thường, do đâu mà có trí tuệ? Do người này có thường thiền định. Cái tâm họ lắng, cái tâm lắng đó, cái trí nó mới sáng. Cái người mà tâm lắng, người ta nhìn cái việc gì là ta biết cái cách nào để người ta quyển chuyển đó, hay lắm. Ví dụ như mình mở cái ô vình ra, cái tự nhiên thọt tay vô kéo cái ô vình ra, ôi trời nóng quá. Cái chuyện mở ô vình lấy đồ là đương nhiên phải biết nóng rồi, thì tại sao anh lại phải mạo hiểm chi nữa để mà anh không lấy cái, tới hồi mà nóng xong mới lấy cái bao tay đeo vô. Mà bây giờ có đeo vô nữa thì cái tay nó phỏng rồi, thì cái đau nó vẫn còn đó, chứ không phải là mình đeo vô rồi là nó không đau. Cho nên Phật ví dụ trong kinh, có một cái bài kinh đơn giản mà rất hay. Như ông nhìn một đống lửa, ông cần lấy một cái vật gì ra khỏi đống lửa đó thì ông phải làm gì? Đâu có ai mà nói theo ngoài đời là sớm xác thọt tay vô đống lửa đâu. Thấy cái đống lửa là phải tìm cách nào đó để lấy ra được, để an toàn cho mình. Thì cái người trí cũng như thế. Cho nên một vị Bồ Tát á, hay là nói một cách khác là mình tu theo cái hạnh của Bồ Tát, là tu cái gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mà nếu mình thiếu cái sự thiền, chữ thiền ở đây Pháp Hòa muốn nhắc lại là không phải Pháp Hòa nói là ngày ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ nha. Mà cái thiền ở đây Pháp Hòa muốn nói là mình vận dụng cái tư duy chánh quán của mình, có quán chiếu. Việc làm gì mình cũng có quán chiếu. Mình có quán chiếu thì việc làm đó nó sẽ hay. Ví dụ như mình muốn cắt một cái miếng bánh, cái dĩa nó nhỏ, thì tự động mình phải biết lấy cái dao cỡ nào. Hay thậm chí mình ăn xong một bữa ăn rồi, trước khi mình tóm gọn những thức ăn dư thừa lại trong chén nữa, thì mình làm gì? Đi mình lượm cái đồ ăn, thì mình đi kiếm cái chén nào mà nó có thể nó vừa với cái khoảng đồ ăn đó mình lượm vô. Hồi nãy đừng cái thao bên lớn, đừng rau, đại chúng ăn xong còn chựng chụm vậy, đi lấy cái thao bự khác xác vô. Mà khi mà mình lấy cái thao bự như vậy rồi thì phải xé cái miếng giấy bự, giấy mà bao nó cũng phải tầm cỡ như vậy. Vừa hao cái thao, hao một miếng bao, mà rồi gì nữa? Chóng chỏ. Mà người ta nhìn vô phải người ta khen mình sang. Mà ta không phải, ta nhìn vô ta nói mình sang. Đó, thành thử ra mình phải thấy. Cho nên nội cái chuyện mình gom gọn thức ăn lại thôi, nếu mình có nhìn, mình có quán thì mình sẽ thấy. Hay lắm. Cho nên tư duy tu là vậy đó. Tu từng ly, từng tí, từng chút, từng chuyện như vậy đó. Đâu phải là chỉ mà cái người mà có định tĩnh, có tuệ giác là ứng dụng thiền định trong đời sống. Cho nên
chữ thiền tiếng Nhật là Zen. Mà bây giờ cái chữ Zen nó trở thành một cái chữ phổ thông trong tiếng Mỹ luôn. Zen Living. Nó có một quyển sách đó tên là Zen Living, mình dịch tới tiếng Anh là sống thiền. Sống trong thiền. Giống như một con cá, mà con cá bé, con cá con mà nó hỏi con cá mẹ vậy đó. Mẹ ơi mẹ, con nghe người ta nói là nước, nước là cái gì vậy mẹ? Con cá nó nói nước là con không có nước không? Ủa vậy ở đâu con không thấy? Nó sống trong nước mà nó không biết. Nó cứ đi hỏi nước là gì. Cũng giống như mình thôi. Mình sống trong hạnh phúc mình biết. Mình vẫn chạy đi tìm hạnh phúc. Đây là thứ hai này nè. Thứ hai này có một cái đám tang. Một em bé mới vừa sanh chết liền nè. Sanh ra mất. Thật nữ có những người á. Mình nếu mà cuộc đời mình trải qua được bốn trạng thái. Sanh, già, bệnh, chết. Đó là hạnh phúc tuyệt. Tại mình đi theo thứ lớp. Còn có những người sanh tử không có qua già bệnh, phải không? Còn mình theo thứ lớp mới muốn gì nữa. Trời ơi sao mới có 80 mà đau lưng quá. Trời ơi. Rồi cái ông nhỏ kia ông ngồi nói bác ơi con mới có một chấm của bác à, con mới 30 mà con đau còn hơn bác. Bây giờ quý vị kiểm nè. Cái số tuổi mà quỳ mà Phật tử mà đau chân, đau lưng, mỏi vai, mỏi cẳng nè, so với cái bà Trúc Hiền bên kia kìa. Cho nên bây giờ bệnh đâu có tháng. 89 tuổi mà có bệnh là chuyện bình thường. Mà hay là bây giờ mình sống tới cái chuyện gọi là 50 tuổi, 60 tuổi bắt đầu mới sanh bệnh cũng là bình thường. Mà nó lạ lắm, khi mà cái tuổi mình ở 40, 50 tuổi là bắt đầu từ từ những cái biến chứng nó xuất hiện trong cơ thể của mình. Mình không bao giờ mình nghĩ ra. Mình nói mình cũng bảo vệ dữ lắm mà. Cái hiểu được cái đó gọi là hiểu đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa. Nói theo cách khác là đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế đó. Chân đế đó. Chân đế là, chữ đế là sự thật nha. Sự thật. Rất là thật. Còn tục đế hay là thế đế? Thế đế là thế gian. Những cái gì trên thế gian mình bày. Bồ Tát á, không có phải là những cái người mà gì đặc biệt đâu. Mang một cái hình tướng đơn giản thôi. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, tâm tư mình nó rỗng rang, nó thảnh thơi, và mình có thể ứng dụng được mọi tình huống trong cuộc sống. Đó là tâm và hạnh của Bồ Tát. Cái người mà có tâm Bồ Tát thì sẽ có hạnh Bồ Tát. Cho nên ta kêu tâm hạnh là vậy đó. Trước hết là phải có tâm. Người sống phải có tâm. Mà có cái tâm với chúng sanh rồi là người ta làm gì cho chúng sanh, người ta không có than phiền gì hết trơn, người ta làm thôi. Tại vì người ta vui vẻ, ta thấy ồ thôi tôi cũng đủ sức khỏe tôi còn làm. Mà đa số ngộ lắm. Tới hồi bệnh rồi cái bắt đầu nói trời ơi tôi ước gì không, tôi khỏe thôi, ai biểu tôi làm gì tôi cũng làm hết đó. Lúc khỏe đó, cái lúc bệnh bắt đầu mới có câu đó, còn lúc khỏe kiếm mình cũng ra. Cũng giống như khi mình mất tiền rồi thì mình mới nói trời, tại phải tôi già tôi mất vậy tôi cúng cho rồi. Tôi làm từ thiện cho rồi. Thì thưa đại chúng là hôm nay á, mình đã nói xong cái phần lục độ. Kỳ sau mình sẽ nói về cái biện minh. Mỗi độ đều có bốn sự. Chứ bây giờ nói nữa thì nó không có đủ giờ. Trong cái bố thí, nó vẫn có năm cái kia. Ví dụ trong bố thí, cũng có trì giới. Tin không? Có chứ. Thí dụ như, tại sao anh bố thí? Là vì anh trì cái giới thứ hai là không ăn cắp. Vì không ăn cắp cho nên mình bố thí được. Không, trong bố thí có thiền định. Tại vì mình thiền định và mình tư duy, mình thấy người này cần và cần ở mức độ nào, có trí tuệ. Cho nên trong bố thí có trì giới, có trí tuệ, có thiền định, có luôn nhẫn nhục. Nhiều khi mình cho người ta mà người ta không cảm ơn, ta xây qua ta chê. À, nhưng mà cái lúc mà người ta chê như vậy mà xin lỗi chị, tôi chỉ giúp chị được nhiêu đây thôi. Ví dụ như nói, ví dụ mình cho xong cái trời ơi tưởng cho cái gì, cho này. Ví dụ vậy. Một câu nói đó thôi, nhiều khi mình khó nhận.
Cho nên trong bố thí cũng phải có nhẫn nhục, có thiền định, có trí tuệ, phải không? Đại chúng cứ nhớ là nhiều khi trong cuộc đời này mình làm một cái nó có những cái kia. Thí dụ như ta nói vậy nè, tu phước, tu huệ. Nhưng mà bây giờ thưa là trong cái huệ nó vẫn có cái phước. Phải qua ví dụ, mình không có phước, làm gì mình có được cái sự học hỏi để mình phát huy trí tuệ? Có phước mới được. Cho nên Pháp Hòa thường nói, Pháp Hòa tâm niệm là bất cứ lúc nào nếu mình có thể làm được gì mà tạo được một chút phước lành, cứ làm. Tại vì sao? Tại vì Pháp Hòa tư duy và thấy rằng cuộc đời này mà không có phước rồi mình không có cái gì hết đó. Không có phước là không có gì hết đó. Ví dụ như mình có phước đó, mình mới có quần áo mình mặc. Mình có phước mình mới có ăn. Mình có phước mình mới có nhà ở. Mình có phước mình mới được người ta thương. Mình có phước mình mới có được việc này, có được việc kia. Cho nên phước, có phước là có tất cả. Cho nên làm cái gì mà dĩ nhiên lúc mình làm mình không suy nghĩ, ô tôi ráng làm cái này để tôi đạt tạo phước. Nhưng không phải. Bất cứ việc làm thiện gì mình làm được trời, cứ làm gì đó là phước của mình. Có nhiều khi mình nói trời ơi, tại sao cả chục người không kiếm kiếm tôi, phải có phước không? Chục người ta không kiếm kiếm anh là anh phước quá chứ gì nữa. Trời đất ơi, anh muốn gì nữa? Đây, sao cả ngàn người không kêu, kêu ai không kêu tôi? Anh có phước quá rồi. Có nhiều người nhiều khi chị cũng, cái chị mới, sao cả ngàn người anh quen anh không yêu mà hiểu em. Hình như có một câu chuyện vui á. Cái cô đó cũng mới nói, cái cổ mới muốn kiếm một cái câu trả lời của người yêu của cổ để làm mát lòng cổ, phải không? Nhưng mà cô giáo bộ có nói cái làng này cả đống người con gái đẹp mà anh không cưới ai, không thương ai, thương em. Thì nếu mà cái anh này mà anh nói chiều lòng cô này thì tại vì anh yêu em cái này kia. Cái ông này cũng nói thiệt lắm, anh cũng đi tìm rồi mà hình như mấy người đẹp đi cưới lấy chồng hết. Cho nên nhiều khi mình đi tìm mấy câu dễ thương là coi chừng bị cái người mà nó thẳng ruột nữa. Nó dệnh là một câu. Như có cái anh đó, anh tiếp theo anh tán cái cô kìa. Khi cô kìa mới nói anh ha, cái kiểu mà tán gái của anh là có ngày được người ta tặng đồ á, cái nó nghe đồ nó khoái, tưởng là quà cáp gì. Đồ gì em, đồ gì em? Đồ cà chớn. Thôi mình nghỉ ha, đại chúng khỏe rồi tuần sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.